Xin chào các bạn, cô rất vui khi được gặp lại các bạn trong tiết học toán ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Tường Giang, hiện tại công tác tại trường tiểu học Nguyễn Khuyến. Để bắt đầu tiết học, cô cho chúng ta cùng khởi động bằng một trò chơi nhé. Trò chơi có tên gọi dọn dẹp vệ sinh lớp học. Dịch cúm do chủng virus COVID-19 đang diễn ra trên thế giới với diễn biến hết sức phức tạp và khó lường với khả năng lây lan nhanh chóng. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta cần có một môi trường sống và học tập thật sạch sẽ. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy cùng dọn dẹp lớp học bằng cách trả lời đúng các câu hỏi. Mỗi câu hỏi trả lời đúng sẽ tương ứng với một loại rác chúng ta sẽ thu dọn được trong lớp học. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi này là 10 giây. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Các bạn quan sát thấy phòng học có nhiều rác lắm đúng không? Vậy các bạn dọn gì trước nào? Các bạn cùng cô dọn quả táo đang cắn dở trước nhé! Tính nhẩm 8 cộng 3 bằng A 11, B 12, C 13. Các bạn có 10 giây để suy nghĩ. Thời gian đã hết rồi, các bạn cùng xem kết quả với cô nhé. A 11. Chúng ta đã dọn được quả táo trên bàn rồi, tiếp tục các bạn cùng cô dọn vỏ chuối nhé. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 6 cộng chấm 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 bằng 14. Cô có đáp án A 6, B 7, C 8. Các bạn có 10 giây để suy nghĩ. Thời gian đã hết rồi, cô mời các bạn cùng cô xem đáp án nhé. C 8. Chúng ta đã dọn được vỏ quả chuối rồi, tiếp tục các bạn cùng cô dọn chiếc khẩu trang đã qua sử dụng trên bàn nhé. Điền dấu lớn bé bằng vào chỗ chấm sau 8 cộng 8 chấm 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 5 cộng 6. Cô có đáp án A bằng B lớn hơn, C bé hơn. Các bạn có 10 giây để suy nghĩ. Đã hết thời gian rồi, cô mời các bạn cùng cô xem đáp án nhé. Đáp án đúng đó là B lớn hơn. Lớp học đã được các bạn dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi. Cô khen các bạn đã biết vận dụng bảng cộng để làm toán đúng. Hôm nay cô mời các bạn cùng cô đến với bài bảng cộng tiết 3, tiếp tục vận dụng bảng cộng để làm bài tập toán nhé. Bài 6, thay bọ rùa bằng số thích hợp trong hình tròn. Cô mời các bạn quan sát lên màn hình. Ở bài tập này, các bạn có 1 phút để suy nghĩ. Thời gian của các bạn đã hết rồi, cô mời các bạn quan sát lên màn hình và theo dõi kết quả với cô nhé. Cô có 7 cộng 2 bằng 9. Vậy 7 cộng với chú bọ rùa số mấy thì bé hơn 9? À, 7 cộng 1 bằng 8, bé hơn 9. Tương tự, bài tiếp theo 8 cộng 3 bằng 11.
Vậy 9 cộng với chú bỏ rùa số mấy thì lớn hơn 11? 9 cộng 3 bằng 12, lớn hơn 11. Cô tin với bài tập này các bạn sẽ làm chính xác. Cô mời các bạn cùng cô qua bài tập số 7. Đổi chỗ hai tấm bìa để các tổng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở bài tập này, các bạn cần tính tổng của các tấm bìa, sau đó sắp xếp các tấm bìa theo thứ tự từ bé đến lớn. Ngoài ra, các bạn quan sát thấy có điều gì đặc biệt trong các tổng này nào? À, đó là các tổng đều có số hạng là 9. Vậy, kết quả lớn hay bé tùy thuộc vào số hạng còn lại, đúng không các bạn? Và bây giờ là 1 phút cho các bạn làm bài. Đã hết thời gian rồi, các bạn cùng cô kiểm tra kết quả nhé. 9 cộng 7 bằng 16, 9 cộng 6 bằng 15, 9 cộng 5 bằng 14, 9 cộng 8 bằng 17. Vậy chúng ta cần đổi chỗ tấm bìa nào? À, đó là tấm bìa mang tổng 16 và tấm bìa mang tổng là 14. Bây giờ chúng ta cùng nhau thay đổi các tấm bìa. Chúng ta đã sắp xếp các tấm bìa theo thứ tự từ bé đến lớn rồi. Cô và các bạn vừa hoàn thành bài 7. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục qua bài 8 nhé. Bài 8, thuyền nào đậu sai bến? Bến gọi tắt là bến tàu, bến thuyền. Kết quả của mỗi phép tính là số của thuyền. Thuyền mang số nào sẽ đậu ở bến đó? Nhiệm vụ của các bạn là tìm kết quả của mỗi con thuyền. Thời gian 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Đã hết thời gian cho các bạn rồi. Cô mời các bạn xem kết quả với cô nhé. Vậy có hai thuyền đậu sai bến đúng không nào các bạn? Cô đoán các bạn cũng tìm được kết quả giống cô đúng không nào? Bài 9, sen hồng và sen xanh bò từ nhà mình đến nhà bạn bỏ rùa. A. Dùng thước thẳng đo để biết quãng đường mỗi bạn sen phải bò. Để biết quãng đường của mỗi bạn sen, ta có thể đo nói tiếp như sau. Lần đầu, đo từ điểm thứ nhất đến điểm thứ hai là bao nhiêu cm. Tiếp theo đó, đo tiếp tục từ điểm thứ hai đến điểm thứ ba là bao nhiêu cm. Và cuối cùng, đo tiếp từ điểm thứ 3 đến điểm cuối cùng là bao nhiêu cm. Sau đó ta cộng các kết quả lại sẽ được quãng đường của bạn sen hồng bò từ nhà mình đến nhà bạn bỏ rùa. Tương tự với bạn sen xanh, ta đo từ điểm bắt đầu đến điểm thứ 2 là bao nhiêu cm. Rồi đo tiếp tục từ điểm thứ 2 đến điểm cuối cùng là bao nhiêu cm. Sau đó cộng các kết quả lại, ta được quãng đường của bạn sen xanh bò từ nhà đến nhà bạn bỏ rùa. Nào các bạn dùng thước thẳng và thực hiện trong vòng 3 phút nhé. Đã hết thời gian rồi, các bạn cùng đối chiếu kết quả với cô nhé. Vậy quãng đường sen hồng đi từ nhà mình đến nhà bỏ rùa là 13 cm. Quãng đường sen xanh đi từ nhà mình đến nhà bỏ rùa là 10 cm. Bài 9B. So sánh độ dài quãng đường mỗi bạn sen phải bò với 1 dm. Các bạn cho cô biết 1 dm bằng bao nhiêu cm nào? À, 1 dm bằng 10 cm.
Vậy bạn sen xanh bò từ nhà mình đến nhà bạn bọ rùa là 10cm hay 1dm? Vậy quãng đường bạn sen hồng bò từ nhà mình đến nhà bạn bọ rùa như thế nào với 1dm? Ít hơn, nhiều hơn hay bằng 1dm? À, 13cm lớn hơn 1dm. Đúng rồi, các bạn giỏi quá. Cô mời các bạn cùng cô đến với bài tập số 10. Có 4 bạn kiến chơi ngoài sân và 7 bạn kiến ở trong nhà. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn kiến? Yêu cầu của bài là viết phép tính. Bạn nào cho cô biết đây là phép tính gì? À, tính tổng phải không các bạn? Trong bài có xuất hiện từ tất cả. Các bạn suy nghĩ và làm bài trong vòng 1 phút nhé. Đã hết thời gian rồi, cô mời các bạn cùng cô xem kết quả nhé. 4 cộng 7 bằng 11. Các bạn cùng cô đọc câu trả lời nào. Có tất cả 11 bạn kiến. Dặn dò, các bạn xem lại bài học thuộc bảng cộng, xem trước bài đường thẳng và đường cong nhé. Tiết dạy của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn vui, khỏe, học tốt và đặc biệt nhớ thực hiện biện pháp 5K để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình nhé.